Mane, cô Mane, Mane, đừng, Mane, anh sẽ đây dừng, dừng lại đi ba. Mane, đừng ba, dừng lại, ba, dừng lại đi, cô Mane. Cô Mane, anh sao đây Dương? Đừng mà, dừng lại, dừng lại đi. Ba, cô Mane, cô Mane à, dừng lại đi. Thì ra cô thật sự chính là một xà thần. Tôi chưa từng làm hại các ông, tại sao các ông lại làm như vậy với tôi chứ? Hãy chấp nhận làm nô lệ cho tôi, không thì phải chịu đau đớn. Tôi không thể làm nô lệ cho những người ích kỷ như các ông được. Nếu đã vậy thì hãy thử coi. Anh Tiến, cứu em với anh Tiến. Anh Tiến, cứu em với. Đừng mà, dừng lại, dừng lại đi. Anh Tiến, ba, cứu em với. Cô Mane, cô Mane à, cố chịu một chút Mane, anh đến cứu em đây. Anh sao đây Dương? Cậu không thể làm gì được tôi đâu, Sadayu. Ông là kẻ xấu xa, ức hiếp phụ nữ không có khả năng chống cự. Tôi còn xấu xa hơn cậu nghĩ nữa đó. Cậu hãy chờ đó mà coi. Anh Sadayu, đồ khốn. Ba, ba, ba. Ngươi không thể nào trốn thoát được đâu. Ngoan ngoãn làm nô lệ cho ta đi. Ta thà chết còn hơn cúi đầu làm nô lệ cho ngươi. Để coi cứng miệng được bao lâu. Xem đây. Cô Mane, cô Mane, cô Mane, Mane, ba, dừng lại, dừng lại đi. Mane, em đừng xảy ra chuyện gì mà. Mane của ta, ta đến để cứu nàng đây, Mane của ta.
sẽ không có bất cứ kẻ phàm trần nào có thể làm hại nàng được. Ê, thú vị đấy, có thêm một xà thần xuất hiện nữa. Tốt, phim ta sẽ bắt hết bọn mày tại phim TV. Về làm nô lệ cho ta. Salem, dùng thần chú Alambai bắt hết bọn chúng đi. Dương huynh phải cẩn thận đó. Loại người xấu xa như các người, đừng mong sẽ có thể thắng được quốc vương Mujalin của Ratana Badanta đây. Thì ra ngươi chính là quốc vương của bọn xa thân à? Tốt, nếu ta bắt được thì ta sẽ giao trọn kiếp mà bắt hắn. Mani, Dương huynh, đừng làm gì anh ấy. Anh ấy là bạn của ta. Khoan đã, anh là ai vậy? Anh định đưa cô Mani đi đâu? Mani, Mani, quốc vương Mujalin. Nè, anh Tít, anh quen biết với người đàn ông này hả? Người đã bỏ bê người con gái tuyệt vời nhất các cõi. Nam nhân như người tuyệt đối không xứng với Mani của ta. Mani, 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 hai cha con anh đã dụ Mani tới đây đúng không hả? Tôi thật sự không biết chuyện này. Anh tự nói không biết là xong chuyện sao? Từ giờ tôi cấm anh bước tới gần Mani. Nếu vẫn không nghe thì đừng trách tôi. Anh có quyền gì mà cấm tôi? Anh lấy tư cách gì cấm tôi gặp cô Mani? Trong khi anh là kẻ quỷ hôn, chuyển qua kết hôn với Aida, phụ bạc và dứt bỏ Mani vì bỏ một món hàng. Anh Tiết, anh có biết là những việc làm của anh đã làm cho Mani đau khổ tới mức nào hay không? Anh không hề biết. Anh cũng không hề quan tâm. Anh không xứng đáng với Mani một chút nào hết. Cô Mani, cô Mani à, cô Mani,
Tôi đang chuẩn bị trở về nhà của tôi. Xà thần không thể chung sống với con người được. Mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu như không có tôi. Tại sao lại vậy chứ? Tôi sẽ không để cô trở về Ratanabadan đâu. Cô hãy ở lại đây với tôi đi. Đừng rời xa tôi nữa. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cô Mani, Mani, không, cô Mani, Mani à, cô Mani, đừng đi mà, Mani, Mani, đừng đi mà. Là cô. Đã nhận ra ta rồi sao? Người dám coi thường ta, hạ thấp ta hơn con ả ma nê kia. Người không đáng sống ở trên đời này đâu. Hãy biến khỏi thế gian này để nhường chỗ cho những người tốt hơn. Cô ra là cô ra tôi sao rồi? Ở trong phòng cấp cứu nãy giờ vẫn chưa ra. Xin lỗi, tôi đã cố gắng cứu cậu ấy, nhưng sức của tôi thì quá yếu, không thể đấu lại phép thuật của xà thần. Tôi đã cố gắng cứu cậu ấy nhưng mà không được. Cô vừa nói tới xà thần hả? Đúng vậy, là xà thần có dãy màu bạc. Chính tôi đã từng mắt chứng kiến chứ không phải ai khác. Cũng may là có người khác đi qua cho nên mới trốn thoát được. Nếu không thì cậu Sadayu đã... Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Bệnh nhân bị thiếu oxy trong một khoảng thời gian dài khiến cho chết não. Đồng thời nước ứ ở trong phổi khiến tình trạng nghiêm trọng nên có thể sẽ dẫn tới tử vong. Sadayu. Ông chủ tôi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Ngồi xuống trước đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tại sao lại như vậy? Sadayu. 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 Sadayu à, cô tỉnh lại đi. Sadayu. Cậu ấy bị xà thần bóp cổ. Anh nhìn đi, vết thương còn ở cổ kìa. Đây chắc chắn là bàn tay của xà thần Mani. Chắc ảo quay lại để làm hại cậu Sadayu, để trả thù. Là Mani hả? Con ả đó dám làm hại con trai ta, ta phải giết nó. Các anh còn nhớ câu chuyện mà tôi đã từng kể hôm trước không? Chuyện liên quan đến Linh Châu xà thần. Những viên Linh Châu xà thần đó có khả năng cứu sống được mạng của người sắp chết, được khỏe mạnh như bình thường. Nếu vậy, làm sao chúng ta có được viên Linh Châu đó hả? Xà thần Mane đang sở hữu nó. Anh chỉ cần bắt giữ được ả Mane trong tay, rồi tìm cách ép nó phải nhả cho bằng được viên Linh Châu ra cho cậu Sadayu. Chỉ có cách đó, con trai anh mới khỏe lại được. Nếu như không làm bằng cách đó, không biết mạng sống Sadayu sẽ ra sao đây. Sao cô lại biết những chuyện này? Các anh muốn tin cũng được, không tin cũng được, không sao hết. Tôi chỉ có ý tốt muốn cứu sống cậu Sadayu mà thôi. Nếu không tin thì các anh không cần phải làm. Dương huynh Mujalin, khi nào huynh mới tới đón ta chứ? Ta không muốn sống trên nhân giới nữa đâu. Việc phải chịu đựng như vậy,
giống như sống không bằng chết vậy. Lần này mày đừng hòng thoát. Các người, Salem, xử nó đi. Nhớ lên. Các người định làm gì ta? Tại sao lại bắt ta tới đây vậy? Đương nhiên là để đền tội rồi, đồ xa thân độc ác. Chết đi. Lần này mày đừng hòng chạy thoát. Mày phải chết. Mày phải chết. Salem, mày này đang ở nhà của Sadayu. Chuyện gì xảy ra với em vậy? Nhả ra! Con nghe tao nói không? Ta có thể trao cho ông Dương Linh Châu của ta, miễn là có thể cứu sống được anh Sadayu. Nhưng ông phải hứa với ta, ông phải thả ta ra. Chỉ cần con tao được khỏe mạnh lại, tao hứa tao sẽ không động gì đến mày. Tao chỉ cần con trai của tao tỉnh lại thôi. Linh Châu xà thần kìa. Hãy vào trong cái hộp này. Đa La, Dương tỷ Đa La. Chuyện của anh Sadayu là do âm mưu của tỷ hết, có đúng không hả? Hả? Mày không biết cô Đa La sao? Các người đã bị Dương tỷ Đa La lừa gạt. Bởi vì tỷ ấy cũng chính là một xà thần. Cô là xà thần?
Không phải, không thể như vậy được. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, từ trước tới giờ linh cảm của tôi không bao giờ sai. Bọn loài người bẩn thỉu kia, những kẻ đầy dục vọng và thị sắc như các ngươi, đều phải gánh chịu mọi sự sai lầm và sự ngu ngốc của mình. Trả nó mau. Phim được dịch, trả lại cho tôi Duyên Linh Châu. Nhớ lên, tôi phải đi cứu mạng con trai của tôi. Nghiệp quả báo về những việc hãm hại người khác đang quay trở lại giận vào người người đó. Con ả yêu quái, trả lại đi. Mani, em đừng có bị làm sao nha. Anh đang tới để cứu em đây Mani. Em không được bị gì hết. Con yêu quái, mày dám đem tao ra làm trò chơi hả? Mày lợi dụng tao. Alo. Đúng vậy, phải, tôi là ba của Sadayu. Chúng tôi thành thật chia buồn với ông. Anh Sadayu vừa mới qua đời rồi. Hả? Cái gì? Sadayu, 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 Linh Châu xà thân mà mày có được trong người mày, đưa hết ra cho tao. Tao sẽ khiến cho mày phải đau đớn, sống không bằng chết. Bây giờ Linh Châu xà thân trong người của tôi chỉ còn lại một viên duy nhất, cho nên tôi không thể nào đưa cho ông được. Dạ rồi, Linh Châu, đưa cho tao. Nếu không nghe thì đừng trách tao. Tao sẽ bắt mày đổi mạng cho con tao. Xa thần khốn kiếp,
Salem, xử lý nó. Mau. Phim truyền dịch và đồng tiếng tại Phim TV. Mani, 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 em thấy sao rồi? Mani, mày, anh Tiên, cẩn thận. Muốn làm anh hùng đúng không? Hả? Mày muốn làm anh hùng đúng không? Mày nè, anh hùng hả? Anh hùng hả? Chết đi, chết đi. Anh Tiên, anh Tiên, mà nè, quay lại đây, mau quay lại đây, mau đưa viên linh châu xà thần cho tao, đưa cho tao, đưa linh châu xà thần cho tao, tao phải cứu con trai của tao. Còn Mani đi, mau đưa viên linh châu xà thần đây.